nói với các bạn như thế, tớ bị rất là khổ. Ngày xưa thì tớ ở trong trẻ trẻ mồ côi, có rất nhiều người nhận nuôi tớ, thất đẻ ra đứa con. Thế là cái dịch thằng này rất là khốn nạn, nó định bị xong não, nó bảo là con đẻ của mày, tao xuống để ám sát mày những cái gì mày thích. Giống như con người đi, ai chẳng thích yêu thương và người ta đùm bọc lẫn nhau, hoặc là ai chẳng thích có tình có nghĩa sống với nhau ở xã hội, ai chẳng thích có vợ có chồng vào xã hội để sống với nhau các bạn. Hay là người ai chẳng thích sống lương thiện, ai chẳng muốn làm điều tốt. Thế là tớ đẻ ra đứa con thì nó bảo là tao biết mày, lúc con tớ đẻ ra ở trong viện có một thằng ngày tuổi đấy, nó cái sự nó đâm chết con tớ, xong bắt nó bán con tớ 100 triệu tớ không bán, xong nó lừa tiền thì tớ không, lúc lên tớ đi làm tớ có tiền để tớ dành phụng ra tớ có thể nuôi con tớ được. Thế nồi 100 triệu tớ không bán nên nó cho người đi theo tớ bơm thuốc tớ ở trong viện đấy, xong là ra ngoài nó lừa bẻ răng tớ, nó bảo muốn con mày sống thì bẻ răng để thì tao cho mày hai mẹ con mày mày được ở với nhau. Thế là nó bẻ 20 răng của tớ cho con tớ sống, xong bây giờ nó đến nó truy sát nó bắt cả con tớ đi nữa, xong nó còn bảo là bây giờ tao úp sọt những gì mày thích tao đều lấy đi. Các bạn bây giờ đàn bà như thế này ai chẳng muốn có một tấm chồng tử tế, à chả ai muốn một người đàn ông phụ bạc, hoặc chả ai chẳng muốn con có bố. Thế mà tớ ngày xưa tớ ở trong trại mồ côi ra tông chùa ra mà tớ nhận làm con nuôi ở nhà họ Đoàn Hoàng với Trần đi, người ta cũng rất là tốt với tớ, bố mẹ nuôi tớ tốt lắm, người ta bảo là chúng nó không cưới hỏi gì thì con bỏ nó đi, chứ không bây giờ nó hiếp dâm xong là đẻ nó mời tớ thuốc uống quán bar đấy, nó bỏ đồ và vào đồ ăn các bạn ạ, xong nó hiếp dâm xong nó làm cho tớ ngất đi. Tớ kể bạn nghe cũng như trường hợp qua tớ đi hát lại đấy, mấy người ở trên đảo Thái Bình hoặc mấy cái quán bar lấy lại cho tớ cái mũ hoa khôi sinh viên thôi, thế nó cho người đệ tử của nó xăm trổ đi theo không được, dùng dao kiếm chấn của tớ thì bị công an chấn lại, về sau nó nghĩ ra cái quyền thuật là tàng hình, xong sau nó xịt thuốc ngủ vào lúc tớ đang trên xe đấy, nó đâm chết tớ đạp tớ ngã xuống đường để chấm một cái mũ hậu đi thôi. Nó bảo tao lấy mũ hậu này để cho mấy con đĩ nhà tao ở dòng thời gian nó ăn cơm mà ngủ trong nhân thể của mày, mày phải bao nuôi mấy con đĩ nhà tao và tao và nó ngủ với nhau. Chính là cái thằng viết hôm trước nó đâm chết anh cha tớ ở dưới Hải Phòng ngay cái khách sạn Lê Hồng Phong, nó có cái quán Phiêu Linh Coffee đấy các bạn. Thế ngày xưa tớ hay ở đấy bởi vì tớ thuê nhà ở đấy vì tớ đi hát làm cho mấy con bà đấy. Thế là nó đâm chết ông đấy, xong là tớ nhìn thấy nó đâm chết nó cứ đi theo nó dọa chém tớ thôi, xong toàn hiếp dâm đàn bà không trả tiền. Thế tôi muốn nói với các bạn như này, thế bây giờ tôi đẻ ra đứa con đấy thì lúc đến nhà bố mẹ nuôi tôi không đồng ý, nhờ xong là bảo phá thai đi, thì tôi nghĩ là tôi ở toàn là bố mẹ nuôi, tôi không có bố mẹ đẻ đâu, tôi nghĩ là thôi cũng muốn có một người làm bạn cùng, nhưng bởi vì bạn bè tớ thì ai cũng có gia đình cả rồi, vì là tớ thì không có gia đình, không có bố mẹ đấy, với cả cảnh tớ cũng lạ cao số không có chồng. Thế là tớ đẻ ra đứa con thì mong là tớ hai mẹ con tớ làm bạn với nhau, thế là có những đứa ở từ trên xuống nên nó thấy ghen tị với tình nghĩa mẹ con của tớ đấy. Thế là thằng bé nó đầu thai nó cũng rất là tốt, thế nó hỏi 100 triệu tôi không bán, thì lúc tôi cũng có tiền tôi tự nuôi con được. Thế về sau nó bắt mày phải bẻ răng lên cho con mày sống, nữa không thì tao sẽ đâm, cứ thấy con mày ra ngoài đường nó đâm chết. Thì hôm trước tôi có chở con tôi đi xuống Hải Phòng chơi với nhà bố mẹ nuôi tôi dưới vạn Vĩnh Bảo đây, là ông anh họ nuôi của tớ, thế người ta là họ Nguyễn đấy. Thế là đi đến cái chỗ cầu Quý Cao thì bị chúng nó tông tớ vào, tôi mua cơm cho con tôi ăn ở trong nhà hàng đấy, thì nó xe đẩy con tớ thì thằng đi lao lên vách và tông xe vào con, xe đẩy con tớ thì tớ ra tớ đỡ cho, thì thằng bé bị vỡ móng tay các bạn, còn tớ thì bị vỡ người. Nó rất là khốn nạn, nó ghen tị với con trai tớ là được tớ bao bọc đấy. Thế bây giờ nó đâm bằng chết thằng bé ở trên dòng luân hồi của bạn, nó mang con tớ thả vào trong trại trẻ mồ côi. Thế xong bây giờ nó gọi điện xong não phải, tớ bảo là tao xuống tao để tao thu những gì mà yêu thích nhất tao lấy đi. Nhưng các bạn bây giờ ai chẳng muốn ăn cơm với bạn bè xã hội, thế mà ngày xưa tớ bị chúng nó bẻ răng nên tớ không dám dòng ăn cơm, ăn cơm thì rất là đau. Các bạn bây giờ răng ghép đây này, lúc tớ nó bắt tớ phải bẻ răng để cho con tớ được sống đấy, thì ăn cơm rất là đau. Thế mọi người ủng hộ quyên góp cho tớ, mua cho tớ cái chỉ là nấu cơm ở nhà để ăn thôi, để vẫn tớ nghỉ tớ không đi làm nữa. Thế là cái thằng nghiện là vào nó hiếp dâm tớ, mình chờ bây giờ nó có ép sóng não các bạn ạ. Ngày xưa tớ bị chúng nó cái việc chuyện bẻ răng thì ai cũng biết rồi, các bạn nhìn thấy cái não của tớ ngày xưa bị vỡ như này. Thì mọi người trong chùa bảo là ngày xưa sơ sinh ra đã thấy tớ ở trong cái chùa rồi đấy, xong là có mấy người mang về từ mấy cái chùa Thiên Bồng Nguyên Soái, cái chùa Thiên Trường với cả mấy chùa các nơi đấy. Xong là thì mọi người bảo tớ là tớ không biết, người ta bảo bị chúng nó đánh vào đầu ngất đi hay sao đấy, hay bị ghép não, xong là gửi vào đâu đó thì tớ cứ nghe sóng não, chúng nó bảo là tớ bị ghép não cũng như việc tớ bị chúng bẻ răng và lấy con đi đấy. Nếu mà việc tớ bị bẻ răng và lấy con đi là thật các bạn thì là tớ bị ghép não, ngày xưa chúng nó ngủ với nhau từ kiếp trước đấy bạn, xong nó đập với não của tớ ra, xong tớ phải ghép não đấy, và đầu của tớ một cái sẹo to như cái bát con đấy, không nhớ ra từ lúc nó đó tớ xuống làm con nuôi nhà Đoàn thì không có con, đến nhà họ Trần mới họ Hoàng thì mới có con các bạn ạ. Thì làm lúc đấy tớ tự bị chúng hiếp dâm mà đẻ ra đứa con đấy đầu thai bụng đấy. Còn cái việc là mọi người nói không biết có thật không, bởi vì tớ đi xem bói và đi hầu đồng, người ta nhập linh hồn và người ta cầu hồn tớ về để xem tớ bị làm sao. Nếu mà cái việc cái răng của tớ là từ việc nó bức tử tớ là phải bẻ răng cho con tớ được sống ở trên xã hội này đấy, không thì nó sẽ tìm nó đâm chết con tớ đấy. Thì sự thật là đó là như thế, thật sự thật các bạn đã, bê răng của tớ là bị bẻ 20 cái để cho con tớ sống đấy. Thế nó bảo là tao lấy đến những thứ sắc đẹp của mày, dục của mày đẻ con ra chả được gì, bây giờ tớ ăn cơm ở nhà thì nó có vào nó hiếp dâm tớ trong nhà rồi, nó tạc hình vào trong nhà, nó ngủ với nhau trong phòng của tớ, tớ
biết tôi vẫn phải bơ đi. Nó bảo mày nhìn thấy vậy có nhưng không nhìn thấy, bây giờ nó tàng hình mà xong nó ngủ trong phòng của người ta, xong nó lấy đồ đạc của người ta nó dùng các bạn ạ. Xong là tớ mọi người đã đang có dịch thì mọi người chờ quyên góp cho tớ mua cái xe đạp để tớ đi thôi. Với cả cái nồi cơm của tớ thì tớ ăn cơm ở nhà các bạn ạ, tớ nấu cơm để ăn, cái nồi cơm thì có mấy chục nghìn thôi các bạn, để cắm cơm nấu cơm để ăn. Thế là tớ mua cơm để ăn ở nhà. Thế là bây giờ cái thằng này nó có vào nó hiếp dâm tớ ở sóng não, xong nó tàng hình đến nhà ở dưới Lê Hồng Phong đấy. Hàng ngày nó hiếp dâm đàn bà nó không trả tiền các bạn ạ. Nó hiếp dâm xong nó cũng đâm chết con đàn bà đấy, xong nó ngủ với con đàn bà khác, nó hiếp dâm con đàn bà này thì nó gọi con đàn bà khác đến hiếp dâm ngủ trong nhà, xong cho hai con đĩ đánh nhau. Thế tớ thì tớ nhìn thấy nó là người xấu, bởi vì tớ sẽ muốn nghĩ tớ trước tớ đi hát là tớ là nữ thần tình yêu, tớ biết là không có tình yêu dương gian này rồi. Thế là nó đi theo nó truy sát bằng được, giống như 100.000 người trên trên đất này, ai gặp tớ cũng đâm chết. Nó đặt lời nguyền như thế các bạn ạ, cơ thủ các bạn có sống được không? Thế là nó bảo nếu không cho nó hiếp dâm nó sẽ cho người đâm chết, mà hiếp dâm xong rồi cho con khác vào ngủ trước mặt tớ, xong là cho con đi hãm hại tớ, lấy đồ đạc của tớ cho mấy con đĩ đấy, xong nó cũng đâm chết cả con đĩ kia. Thế xong ngày nào tớ ra nói chuyện một người nào đó thì nó nhập hồn vào người đó và nó ngủ với người đó, xong là tao ngủ với con này tao đâm chết mày. Thế hàng ngày nó cứ toàn đi như thế, một đấy nó không phải người đàn ông và cũng phải người chồng thực thụ các bạn ạ, toàn là những thằng nào bị covid và bị ma ám đấy các bạn. Thế là tớ lên chùa tớ hầu đồng để cầu siêu giải thoát cho cái linh hồn quỷ dữ nó không ám sát tớ nữa. Thì hôm qua tớ cầu đồng ở hệ đèn tranh đi thì nó đi, tưởng nó đi rồi nó không đi sang Thái Bình. Thì tớ về chạy về quê tớ thì nó gây sự, nó thôi miên người dân ở trong trường đại học Thái Bình ở ngay chỗ Hương Hà, cứ cầm dao kiếm nó chém tớ dọc đường thôi. Nó bảo mày xong là nó ra nó xịt thuốc và chấn cả mũ hậu của tớ, không phải mũ hậu chỉ là một cái vương miện tớ đi hát ngày xưa chỉ là vào phòng trà thôi để cài đầu thôi. Thế mà nó cứ tưởng là mũ hậu, nó dám chấn, nó đạp vào nó xịt thuốc ngủ chấn bằng được cái mũ của tớ, tao lấy đồ của mày cho mày có đĩ tao dùng ăn với ngủ với nhau ở nhà. Xong rồi cơm của tớ đấy thì tớ tự mua cơm để ăn, xong nó đập cơm của tớ ra ăn, xong bắt phải nhịn đói ở trong nhà. Xong nó bảo là muốn ăn cơm phải đâm chết nó, mà muốn ngủ con nhà để ở thì phải đâm chết nó. Bây giờ các bạn, người ta công nhân làm việc hàng ngày hoặc là nông dân hoặc kỹ sư giáo viên, người ta cũng được cấp nhà, bên Mỹ người ta cấp nhà không cho Việt Nam, người ta cũng cấp nhà không, cấp ruộng cho nông dân đấy. Nó vào nó ám sát tới đến mức độ nó đâm chết tớ, bắt tớ phải đâm chết tớ không làm được đó. Tớ lên chùa để cầu siêu giải thoát cho linh hồn quỷ dữ của nó thoát đi, nhưng nó không có thoát, nó cứ đến nhà nó ám sát tớ đó các bạn ạ. Xong nó bảo nó đi theo hành xích căn dĩ ba nang này cho đi hát ở phòng trà là tiên nhạc đấy, cầu hồn như của người ta hầu đồng thôi, tớ không làm gì người ta cả, chỉ ban phép thuật cho người ta thôi. Thế có những chỗ nó quậy phá, nó xin tiền, nó đi nó thẩm mỹ, nó xui cái con nghiện đi thẩm mỹ. Thế xong về nhà ngủ của nó, xong chém tớ các bạn, trong tớ bản ta không quen biết, bởi vì mỗi cái cuộc hầu đồng người ta đấy, người ta cũng có phát phiếu tế cho dân đi, ai đến đây cũng được ưu tiền thôi, chả liên quan gì tới cả. Nó kiếm một cái cớ gì đó như kiểu tớ đang đỗ xe dọc đường đấy, nó cho người dân ra gầm dùng dao chấn xe của tớ, xong bị công an ra bắt được đấy, cũng người ta có làm gì sao đâu các bạn. Xong tớ ở trong nhà thì cái người tàng hình đấy giống như ma hoặc là tiên đấy, cũng có phép thuật đó ở tiên giới thật. Những người có phép thuật ở tiên giới mà được tàng hình vào nhà người ta hoặc đi đây đi đó như tớ là thần Diva, tớ có quyền chuyện vượt thời gian đấy. Hôm nó đâm chết tớ đại học Thái Bình thì tớ tỉnh ra và có một anh cho tớ một cái điện thoại năm nó đẻ là năm 2018, lúc cái lịch của nhà người ta đẻ trong nhà là 2018. Nó đâm chết tớ ở dòng thời gian các bạn, lúc tớ đã quay về về chỗ Tịnh Duyên nên là năm 2021 các bạn. Tớ tỉnh dậy và thấy cái điện thoại và cái lịch trong nhà của ông đấy và xe pháo và mọi cái là năm 2018. Ông bảo nó đâm tớ ngất 2 3 năm thì ở đấy, nó bảo tao lừa mày sang đây đi ra đây để nó đuổi tớ khỏi Hải Dương. Thế ông bố nuôi tớ bảo nó đuổi đi không sợ nó đâm chết cả nhà tớ, bố nuôi tớ đã phải chạy sang Thái Bình, nó sang Thái Bình nó truy sát tiếp, nó đâm chết cả nhà bố nuôi, nhà tớ họ Trần, tớ xuống đền Trần nó đâm chết tiếp. Thế nó đâm chết tớ nằm xịt thuốc ngủ và tớ đạp tớ xuống ven đường, tớ tỉnh dậy đã thấy là năm 2018 rồi các bạn ạ. Thế tớ phải đi lên công an thì mới về được nhà. Và tớ thì tớ hát cho Tham City mà. Thế mọi người nghiên cứu đấy, chuyện là bình thường, giống như các bạn đi xe ra nó chấn mất cái xe đấy hoặc là chấn mất đồ, chấn mất tiền thì mình cũng có thể quyên góp xin mọi người bạn bè một chút tiền để đi về nhà được. Bởi vì tớ có quyền chuyện vượt thời gian, nhưng khi vượt thời gian đến nhà người ta đi không được chỉnh sửa đồ đạc nhà người ta hoặc chỉnh sửa thời gian giống như hành thích người ta ở dòng thời gian đấy, hoặc là cái quyền chuyện tàng hình vào nhà người ta tớ cũng làm được, bởi vì cái đấy là ở tiên giới người ta cấp phép tất cả những người trong chùa tớ đến thiên trường ra mà tớ nằm oa hoàng đi thì tôi có thể tàng hình tớ xuyên, nhưng mà cái đấy là người chính tà mới được làm cái đấy thôi. Thế vào nhà tôi ăn cắp máy vượt thời gian của tớ, xong nó vượt thời gian nó tàng hình ám sát của tớ. Ngày xưa tớ tặng cái áo tàng hình cho anh trai của tớ đấy. Thế là xong tớ không có nhớ tớ có tặng hay không, ông cứ nói như thế thôi. Xong trong nhà tớ thì tớ không có mang theo cái áo tàng hình hoặc là gì đấy, thì là cái quyền phép thuật của người ta, người ta có thể dịch chuyển được thời gian thôi. Nhưng hôm đấy là cái phép của tiên giới, người ta tu luyện được thì người ta mới có các bạn ạ, chứ không phải từ một đến một bộ quần áo hay là cái gì cả đâu. Dùng cái áo may từ ngôi sao băng thì ngôi sao băng các bạn đâu có nhìn thấy sự thật đâu, nhưng tớ đang nói về cái truyền thuyết là như thế thôi. Thằng này nó cứ đi theo ám sát tớ thì ra nó đâm chết tớ để cướp ngôi nữ hoàng các vị thần ở trái đất cho mấy con đĩ còn chúng nó. Như cái đấy là dương nên tu luyện từ của một con người, giống như con trai của tớ đẻ ra là con của tớ, bây giờ chúng nó bắt cóc con tớ mang xuống dương gian thì cũng không thể là biến thành con của nó được, bởi vì nó đâu có mổ đẻ và phải bẻ răng để cho con tớ sống đâu. Thế bây giờ nó cứ đến nhà tớ ám sát, nó giả vào nó ngủ hiếp dâm tớ, xong là nó đâm chết tớ rồi lấy đồ tớ không chút hiếp dâm, thì nó đệ tử nó ra ngoài đường xăm chỗ chấn xe đâm tớ ở ngoài đường
đường quậy phá các bạn ạ. Bây giờ tôi sống rất là khổ, mà cái linh hồn quỷ dữ này cầu siêu giải thoát kiểu gì chúng nó cũng không đi. Mãi tôi không biết ai giúp đỡ để qua cái dịch này đây, bây giờ nó cứ quậy phá con tôi thì bị bắt cóc rồi. Chúng nó bảo là mày cứ thích cái gì tao đến tao lấy cái đồ đồ mày thích đi. Cái bạn bè của tớ đến nhà người ta tôi cũng rất thủ thân, không dám nói chuyện với người ta đâu, bởi vì những người nó giúp tớ toàn là những người tốt thôi. Kể cả con đẻ của tớ nó đầu thai nó cũng là từ chữ hiếu thôi. Nó bảo mày cứ thích cái gì muốn cái gì mà mày thích là tao đến tao lấy cái đó đi, nên bây giờ tôi có dám vào đi đi đâu với ai bao giờ ăn cơm tôi phải ăn cơm một mình. Ai chẳng muốn ăn cơm với bạn bè, người ta đi làm ca sĩ gì ví dụ làm hoa hậu người ta cũng được tiền bo để mang về. Thế tôi ở nhà răng ta bị bẻ, tôi phải ở nhà tu luyện ở trong chùa, rồi mà nó vào tận chùa nó đập chùa của tôi ra các bạn ạ. Tôi rất là khốn nạn, còn hiếp dâm đàn bà tôi không cho hiếp dâm, nó dọn đâm chết tớ, nếu không thì nó quậy phá. Mà thằng này nó không phải như một người đàn ông bình thường đâu, ai chẳng muốn có một tấm chồng tử tế. Mà nó hiếp dâm xong nó đâm chết con đàn bà đấy, xong nó vẫn còn làm khác ngủ trước mặt người ta, xong nó gặp ai nó cũng ngủ các bạn, ê ghê tởm lắm.